Ủa Phật sư cô xin kính chào chú Thép dạ. cùng các thành viên cũng như các mạnh thường quân. Dạ. Sư phụ chu đáo kìa, thơ hai cái rạp hết 2 triệu cả nhà. Nãy con đi xa xa con nhìn vô con thấy rạp, con tưởng đâu sư phụ tổ chức chương trình gì không? xin con bớt 1 triệu, còn bớt dạ. tiền 1 triệu rồi. Sư phụ muốn ói hả? Không sao. Nó cứ nôn vậy. Dạ. Có uống thuốc rồi cầm ói. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì F đang có mặt tại thôn Tà Lọt thuộc xã Phước Hòa, huyện Ninh Sơn của tỉnh Ninh Thuận cả nhà. Hôm nay cả nhà có nhớ là lúc trước cách đây gần năm cả nhà, bên Mạnh Thường Quân bên Thép có tài trợ cho sư phụ, sư cô nuôi 100 con chó. Thì trang trại chó của sư cô thì hiện tại đã làm xong rồi cả nhà. Cái này là trang trại cưu mang chó mèo nha cả nhà. Có những con chó mà ở trong lò mổ rồi là sư phụ được sư phụ cưu mang ở trong này nè. Đó, nuôi dưỡng nói chung là chó với mèo chắc hơn cả 100 con cả nhà. Thì hôm nay đủ duyên, hôm nay có một cụ bà năm nay cũng 80 tuổi rồi cả nhà, ở bên Mỹ về. Thì bà có ngỏ ý là sẽ tài trợ cái chuyến xe không đồng số 45 cho Thép. Hôm nay Thép đem 100 phần quà lên trang trại chó của sư phụ để tặng cho bà con người đồng bào rất lây ở đây nha. Con chào bà. Giới thiệu với cả nhà là bà năm nay cũng 80 tuổi rồi cả nhà. Bà ở Mỹ về nha. Bà về lâu chưa bà? 74 à. Bà 74 hả? Ừ. Bà về lâu chưa? Mới về được 10 ngày nay. 10 ngày hả? 10 ngày hả? Bà có liên hệ với Thép là muốn tài trợ tặng quà cho người đồng bào rất lây á. Dạ. Thì hôm nay con dẫn bà lên vùng núi này, thôn Tà Lọt. Thôn Tà Lọt. Thôn Tà Lọt. Nghe tên lạ không? Ở đây là người đồng bào rất lây, họ ở đây 100% luôn. Dạ. Còn đây là trang trại cưu mang chó mèo của sư phụ. Của sư phụ. Lúc trước làm ở thành phố nhưng mà ồn quá. Dạ. Nên bây giờ lên núi làm ở đây đâu có ai ở đâu, nên cho nó đỡ ồn. Hôm nay mình sẽ phát dạ. đây. Ở đây là Mạnh Thường Quân tài trợ. Mạnh Thường Quân tài trợ bà. Đó thôi, bây giờ mình để lát con vô con đọc cho. Ok, mình ngưng cái năng lượng lại giờ mình dạ. phát quà. Có gì con mời bà vào trang trại cưu mang chó mèo. Dạ, sư cô xin dạ con chào sư phụ. Dạ, Phật sư cô xin kính chào chú Thép dạ. cùng các thành viên cũng như các Mạnh Thường Quân. Dạ. Cô Mạnh Thường Quân hôm nay. Dạ, sư cô xin mời chú Thép. Bà ở Mỹ mới về sư phụ. Dạ, à. Dạ, chào cô. Dạ, là cũng thứ mấy? Dạ, sư con thứ ba. Dạ, mời cô ba và tất cả dạ, cô ba. Vào. Bà dạ. dạ. Bà cũng là Mạnh Thường Quân hôm nay tài trợ chiếc xe số 45. Dạ. Ủa sư phụ, mình làm cái gì mà mình cắt rạp cắt đồ gì sư phụ? Nắng quá sư phụ, sư thuê cái trại này cho nó đỡ. Là để mình phát quà hả? Dạ đúng rồi, nắng trời quá. Trời sư phụ chơi. Dạ. Con hồi giờ con phát quà con đâu cắt rạp cắt đồ đâu. Tại chỗ sư chưa có. Ui tốn kém quá sư phụ ơi. Thuê cái máy đó. Không sao đâu. Sợ dạ. mọi người nắng. Cả nhà ơi sư phụ bài bản quá. Tốn kém quá. Dạ, đứng vào đây mình phát cũng được 5-10 phút là xong mà. Chứ sư phụ thuê làm chi nó rườm rà tốn kém quá. Dạ. Sợ có bà con đi tới trễ cái nắng quá. Dạ đâu có sao đâu. Dạ đâu có sao đâu. Này công an mới mới vô ngành này cả nhà nè. Công an mới vô ngành. Dạ, mời chú Thép cũng mời mấy dạ, cô lên cả nhà xem nè. Con chào bà con. Tới lâu chưa bà con? Ủa là sư phụ thuê cái này hả? Dạ thuê. Sư phụ trông chu đáo quá. Nắng quá. Dạ mời chú đi mấy cô lên trên mình dãy bàn trên. Dạ chào. Bà chích dạ. ghế dạ. vô cho anh nắng quá. Dạ bà con chờ con tí nha. Dạ. Đi lên đi bà. Dạ mời cô ạ. Sư phụ chuẩn bị bài bản ghê luôn á trời. Lần đầu tiên mà con đi phát quà. Dạ đây nó nắng quá cô.
lần đầu tiên mà con đi phát quà, mấy năm nay con cứ thấy bà bán cả nhà sư phụ chuẩn bị nước đồ giống ban giám khảo ghê không, không giống ban giám khảo chấm thi ghê. Dạ con cảm ơn sư phụ, tới con coi quà rồi hôm nay mình phát cái gì nha. Ba tới cái câu quà bà, là hôm nay là mỗi bà con nhận bao gạo đúng không? Dạ. Một thùng mì nè. Dạ. Với cái mền nó sư phụ cái mền. Dạ, đúng vậy, cái vỏ một cái mền. Dạ. Với vỏ hả? Dầu ăn, nước tương. Dạ, nước tương bột ngọt, bột nam. À. Dầu ăn. Bột nam, nước mắm, đường với bột ngọt, với lại 4 bì bún. 4 bì bún. Dạ dạ, để đó con đem cho. 4 bì bún với cái mền. Mình mua cái lô nó xa cả cái mỏng mà cái. À, cái này trăm mấy, 200 ngàn cái không sư phụ? Dạ, trăm mấy cả. Trăm mấy hả? Nó dày kìa ta. Nó lô, mua một lô, một kiện lô lớn nó sẽ xa cả. Dày kìa ta. Có sẽ có những cái lớn gì nè, và có những cái nhỏ đó. Mình mua cái kiện to ở Sài Gòn á. Dạ. Là gạo với mì gạo, với cái này với cái mền là bao nhiêu một phần quà sư phụ? Dạ, phần quà 500 ngàn á. Phần quà 500 ngàn. Mua sỉ chứ mua quà chắc là hơn. Dạ. Có mền, có gạo, rồi có mì, rồi có đường muối, bột ngọt rồi nữa. 500 ngàn rẻ ghê cả nhà. Rồi sư phụ thuê rạp này hết nhiêu tiền vậy sư phụ? Dạ rạp này 2 triệu mà cô đó mình xin người ta nói phát được tiền, người ta mới bớt lại 1 triệu. Sư phụ chu đáo kìa, thuê hai cái rạp hết 2 triệu cả nhà. Nãy con đi xa xa con nhìn vô con thấy rạp con tưởng đâu sư phụ tổ chức chương trình gì không? Xin cô bớt 1 triệu, còn có dạ. Tiền 1 triệu rồi. Rồi sẽ thuê bàn, thuê nước, thuê đồ luôn. Dạ không, bàn nước là chuẩn bị. Đầy đủ luôn. Dạ. Quá chu đáo luôn rồi cả nhà ơi. Phải nói là lần đầu tiên thép đi phát quà mà thấy sư phụ quá chu đáo à. Chứ thường con phát quà nắng không à. Nắng quá. Tính mới dầu nghĩ sao mới dầu như vậy. Dạ. Rồi bây giờ mình ngồi uống nước đây bà. Ngồi uống nước để con set up cho. Sau khi mình phát quà xong rồi chú thép với mọi người dùng bánh canh. Dạ xin chào tất cả bà con. Bà con có nhớ con không? Đợt kỳ là gần Tết con có phát quà cho bà con ở đây đúng không? Vậy là tất cả bà con ở đây là lúc trước cũng có nhận quà của con một lần rồi. À dạ có rồi hả? Hôm nay con đại diện Mạnh Thường Quân, bà ở Mỹ mới về tài trợ cho bà con hôm nay là 100 phần quà. Mà hôm nay phải nói là sư phụ rất là chu đáo set up một cái chương trình phát quà từ thiện mà thép tưởng đâu nhìn vô tưởng đâu đám cưới cả nhà. Cả nhà ơi, bà đang rất là mệt nên xin phép cho bà ngồi với lại sư phụ đang có bệnh trong người cả nhà. Sư phụ đang bị khối u não rất là nghiêm trọng nên sư phụ hay bị xỉu. Nhưng mà rất là cảm ơn sư phụ đã rất là chu đáo set up một cái chương trình, phải nói là lần đầu tiên mà thép đi phát quà từ thiện năm 2 năm nay rồi mới thấy cái chương trình set up rất là chu đáo luôn cả nhà. Nãy sư phụ gần xỉu luôn cả nhà. Hôm nay thì đi với bà thì gia đình bà có 5 người cả nhà. Thì gia đình bà cũng có nhiều Mạnh Thường Quân tài trợ góp lại số tiền là 50 triệu đồng, thì thép xin phép nhường mic cho cô đọc những cái Mạnh Thường Quân tài trợ hôm nay nha cô nha. Hôm nay tôi đến đây cùng với gia đình là người hình dì ba luôn ở bên Mỹ mới về, có 100 phần quà để gửi tới bà con, trong đó là có một số Mạnh Thường Quân từ bên Mỹ gửi tiền về để mà ủng hộ. Thì tôi xin phép đọc cái danh sách này để mà gửi lời cảm ơn tới cái những người mà
ủng hộ. Thì thứ nhất là cô chú Vương Thành 200 đô, chị Trang và các con 200 đô, Julie Thảo 100, cô Ly 50, cô chú Hồng Trần 50, cô Châu Thế 20, cô chú Bích Thanh Dũng 300, cô Nuôi Trần 100, cô chú Minh Ngọc Minh John Nelson 100, anh chị Sơn Hòa Brandon 100, cô chú Hoa Leroy 50, gia đình Thị Thủ 100, cô chú Vân Hu 100, cô chú Sơn Thúy 100, bà Lê Thị Minh Bắc 200, chú Hải cô Châu 100. Thì cảm ơn những người mà cùng ủng hộ tham gia cái chương trình này cùng với lại cô ba luôn để ủng hộ 100 phần quà tới bà con. Cảm ơn cô ba. Dạ. Dạ. Cô Đâm Thép. Dạ. Tổng chiến phát quà hôm nay cho bà con mỗi người sẽ nhận được phần quà 500 ngàn bao gồm gạo, mì và một cái mền với lại những cái nhu yếu phẩm thiết yếu. Mỗi phần quà bà con sẽ nhận được 500 ngàn và trong đó sẽ có sữa và bánh dành tặng cho mấy em nhỏ nha. Mấy con lát nhận quà trước nha, nhận quà xong rồi mấy con ra kia ngồi chờ phụ huynh nhận quà xong rồi mình mới đi về nha mấy con nha. Để nhường lời cho sư phụ, không mệt sư phụ đó mình. Dạ ok. Cho nên đại diện trưởng thôn bà con cảm ơn các. Dạ, hôm nay xin thay mặt bà con hai thôn của xã Phước Hòa xin cảm ơn các nhà tài trợ đã quan tâm và yêu thương đến bà con dân xã Phước Hòa. Do đó tôi xin thay mặt lãnh đạo địa phương cũng như là bà con nhân dân xin gửi lời kính chúc sức khỏe đến các nhà tài trợ cũng như cô ba mà tôi cũng không hiểu rõ nữa. Dạ. Tôi cảm ơn cô rất là nhiều đã lặn lội đường xa từ Mỹ đến Việt Nam và đặc biệt quan tâm đến bà con xã Phước Hòa của chúng tôi hôm nay. Xin chân thành cảm ơn ạ. Vỗ tay bà con ơi. Sư phụ đỡ mệt chưa sư phụ? Sư phụ mệt quá. Cô gì nhiều sư phụ đi nghỉ đi cô. Lát mất công sư phụ xỉu luôn á. Nắng quá cả nhà ơi. Sư phụ ngồi đây được không? Bây giờ sư phụ ngồi ở phía sau cho đỡ ngợp đi. Ngồi ở phía sau. Thép đang set up những cái vị trí. Cô phát quà giùm cô nha. Cô phát mền, cô phát gạo. Gạo hai người, gạo nặng hai người. Rồi ok. Chung đâu rồi? Rồi ba phép mà mệt bà vô bà nghỉ nha. Thôi được rồi ba không. Bà 80 tuổi bà cũng hơi yếu rồi đó. Nặng tuổi ta lên không mà trời. Dạ bà phép mệt rồi bà vô bà nghỉ để con set up cho. Rồi bây giờ là cô lấy phiếu đúng không? Cô bỏ phiếu không? Cái này là của ai? Đâu nhận phiếu bên kia bỏ vô đây. Cái này là phát nhỏ trước hay là phát lớn? Một người. Thì phụ người ta đi. Không nè, bà con nghe nè. Phụ đi. Đi theo dẫn con mình theo luôn. Phép quà có trái nhỏ lấy bánh giùm con luôn nha. Để dẫn con để nó lạc đó nha. Rồi ai lấy phiếu? Bà lên đó, bà lên bà. Lấy phiếu chưa? Bà lên giùm con. Mang dép vô luôn bà. Bà mang dép vô luôn. Rồi bà lấy đồ đầy đủ bà đi ngõ cái cửa kia về luôn giùm con nha. Rồi đưa phiếu lên đây. Mỗi lần 5 người. Mình lấy sữa ra mình chép trên hai người rồi đúng không? Lấy đưa phiếu của bà già đó là hai phiếu rồi đó. Một người cái này rồi bỏ vô đây. Một người lấy phiếu thôi. Một người lấy phiếu thôi. Nó lộn xộn. Ở đây nhận hai người luôn hả? Đủ là 5 người rồi đó. Hai người đúng không? Ai cô kia? Người nào hai người cô lưu ý giúp con dẫn cái bà cô hai người lấy ra hai phiếu để lát bà dỡ dưới kia người ta quên mình làm được không?
Dạ, được rồi. Dạ, từ xíu đi cô, đang 5 người rồi đó. Rồi, một phiếu đúng không? Rồi, cô vô. Ai có phiếu là mới được vô nha. Đủ 5 người chưa? 5 người mà thành 6 phiếu. Rồi, ok. Rồi, phát đi. Phát đi, phát đi. Đúng rồi. Là này. Đó, để lên phòng này đúng là. Sao để 5 người xếp hàng hả? Là đưa hai từng người. Cứ vô đưa từng người từng người. Cái này là một phòng này. Đó, một phòng là phát em. Bị nhầy phát em. Đó, sư phụ đi nghỉ đi, để con ấy cho. Dạ, đi nghỉ đi, để con ấy. Đã qua đã nhận 10 ngàn tiền nữa. Ủa 10 ngàn nữa hả? Ủa? À, phát tâm mỗi người 10 ngàn hả? Rồi, cảm ơn cô. À, bà cô phát tâm mỗi người 10 ngàn, cô lấy phiếu, cô đứng ngay phiếu luôn kìa. Cô đưa cho người ta luôn. Bây giờ chị phát trước mấy người nhận chi đi. Đó, cô vô cô phát đây. Đấy, cô ra lại. Mẹ. Ra theo mẹ nè con, ra đi theo mẹ nè. Quà quá trời nặng luôn cả nhà, nhiều quà nó nặng quá. Rồi, nào qua kia. Cái mở. Cái chị kia hỏi con, cô chị có sữa không? Bà đem qua đây đứa nhỏ nào đi ngang qua đây phát sữa cho nó. Đứa nào, đứa nhỏ mà nó đi ngang qua lấy sữa cho. Bà đỡ xuống đây bà. Đứa nhỏ mà nó đi ngang qua phát sữa cho nó. Anh qua đây nè, nhận tiền cho qua đây nè. Qua được chưa? Qua đây quá trời quà luôn cả nhà. Có mền luôn. Rồi. Lấy dép. Ở rồi đi đường dài trong luôn. Coi chừng nó sập. Nó sập cái chân cắp á nha. Nặng quá. Con lấy gạo hả? Mẹ tao mà mẹ đi làm. Mẹ đi làm hả? Cái phiếu này đi vô cho nó ra cái luôn ấy. Xách ra xách cho em. Đi vô đi ra ngõ kia kìa. Một lát ai cũng phải ra ngõ kia để cho nó khỏi lộn xộn. Rồi mang dép vô là con mang dép trái rồi. Mang dép vô luôn. Mang dép vô luôn. Thôi lỡ rồi đi luôn chị khỏi lộn xộn. Lên đây. Bám xem nhau ai có dép rồi người khác. Con. Cảm ơn nhà tài trợ kìa. Cảm ơn Mạnh Thường Quân á. Buổi sau rồi người ta có tài trợ rồi người ta tới tặng mình tiếp. Đây. Đây cô. Cô nào lấy mì tôm rồi tới lấy gạo nha. Đây là chị. Đây chị lấy nhận tiền trong qua đây. Đây. Đó, cái đây chưa có người. Ở đây cô. Cái đây chị. Yeah. Đây gạo chị. Okay.
Đây 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 lấy gạo đây. Đây chị. Đây cô gạo cô này. Nặng quá trời nặng luôn. Giỏi luôn. Chỗ ai vậy ta? Lát xin bà quậy và nuôi luôn. Đây. Cô là cô Phan Rang lên hả cô? Vợ chị Khánh gặp chị Hoàng sao vậy? Có số gọi chị nữa là chị đưa ra. Bán cái đi một đêm đó. Vợ đầm nãy. Ủa nghĩ sao tin hiện? Bữa con vô các khô của cô hả? Con lấy số điện thoại hả? Rồi. Cháu cô hả? Giỏi vậy con học lớp mấy rồi con? Hả? Hả? Cha mẹ bỏ nhau ở dưới bà ngoại thôi. Ở dưới bà ngoại hả? Thôi giờ ở với con luôn á. Thôi bán 5 triệu đi. Bán 5 triệu nha. Nha. Cả nhà nhìn dễ thương không? Rồi chụp vô mau đi về đi về. Không vác gạo vác đồ nãy giờ thấy không? Rồi chụp tấm hình với đoàn của cô nè. Cái gì về sau luôn nha chị nha. Rồi xếp hàng vô. Vô ông Dượng rồi vô. Hoài vô vô. Về sau luôn gì Hoài nha con về trước. Rồi 1, 2, 3. Yeah. Rồi cảm ơn đoàn của cô hôm nay hỗ trợ tụi con nha. Rồi. Nghe về trước luôn nha. Nghe thép ở lên phát thì đoàn cô tới hỗ trợ cả nhà. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ dạ. Ủa rồi bé đâu rồi? Ở đâu đây sợ. Sợ chạy luôn hả? Nam mô A Di Đà Phật. Sư cô xin thay mặt bà con của hai thôn Tà Lộc và Trà Banh xin trân trọng cảm ơn chú của Đấng Thép cùng với các thành viên cũng như các vị mạnh thường quân hiện có mặt và những vị mạnh thường quân không có mặt. Sư cô xin gửi lời cảm ơn chân thành đối với các vị và xin gửi lời chúc an lành hạnh phúc đến với gia đình các vị. Và buổi phát quà hôm nay là sư cô cũng xin lỗi vì lúc đầu cũng hơi mệt, có cái gì sơ sót mong các vị bỏ qua cho. Và sư cô cũng không quên cảm ơn chính quyền địa phương sở tại đã tạo điều kiện cho buổi lễ phát quà thành công tốt đẹp. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chào. Dạ, con cảm ơn sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Sư phụ có thể nào chia sẻ cho tụi con biết là sư phụ đang gặp vấn đề sức khỏe, đang bị khối u não cả nhà. Hiện tại là nó như thế nào rồi sư phụ? Hiện tại là nó bị tơ, khu vực này nó hay bị tơ. Dạ. Yeah. Hay là bị suy thận cắt lắm. Trời ơi. Mọc nó bị cắt rồi. Bị virus trong tủy sống. Mới không gặp sư phụ một năm nay mà sư phụ nhiều bệnh với cả nhà. Khối u não. Bây giờ là đứng một chút xíu là xỉu luôn cả nhà. Bây giờ thấy sư phụ là có vẻ mập nhưng mà gọi là mập bệnh đó cả nhà. Bữa giờ sư phụ có uống thuốc gì không? Hơn hai tháng duyên có tái khám, tới giờ không có tái khám. Trước khi mà bữa lễ này xảy ra thì là bị mệt, bệnh viện thở oxy, nhập viện một tuần. Trời. Đã sư phụ mệt rồi mà còn chuẩn bị rạp rồi rất là chu đáo luôn cả nhà. Con cảm ơn sư phụ nhiều nha. Dạ. Để một lát con sẽ liên hệ con lấy thuốc bắc cho sư phụ uống thử nha. Hôm bữa giờ sư phụ có uống thuốc tây không? Uống thuốc tây. Dạ. Để con hỏi con lấy thuốc bắc cho sư phụ uống thử như thế nào. Cho bệnh này nghiêm trọng cả nhà, khối u não là nghiêm trọng. Thôi con mời bà với cô mình nghỉ ngơi mình uống nước. Dạ mời sư phụ nghỉ ngơi uống nước.
mời cả nhà ăn bánh canh. Bà mệt không? Không, không có mệt gì hết. Mà về không có kịp. Nhờ gia sư cô giao lại cho mấy cô. Dạ, dạ. Dạ, dạ, thôi, cô vô nghỉ đi. Tại vì có những người là sinh sau mà không kịp. Dạ, dạ. Mời cả nhà ăn bánh canh. Sư cô, sư phụ chuẩn bị chu quá chu đáo. Sư cô, con giường cho sư 5 triệu. Dạ. Chúc cho cô khỏe mạnh. Dạ, để giúp cho. Hiện tại là trong trại của sư phụ có cỡ 100 con chó không sư phụ? Dạ, chó và mèo mới là 100 con. Chó mèo luôn 100 con. Ở dưới Phan Rang chia bớt với Phan Rang một ít rồi. Dạ. Tại cho nên có một số phòng chưa làm xong. Tiền ăn uống không mỗi tháng vài chục triệu cả nhà. Rồi tiền mướn người chăm đó nữa. Mà bây giờ sư phụ bệnh như thế này nữa không biết như thế nào. Con cũng nuôi 20 con chứ. Cô cũng nuôi 20 con chó luôn hả? Dạ con mời bà. Chó con cưng lắm. Nuôi dữ vậy ta? Nuôi 20 con chó luôn. Nhà con nuôi có 5 số con đây. Rồi heo đồ còn không? Heo con mất rồi. Tự không biết nó đi đâu nó mất luôn rồi. Dạ mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời heo. Sư phụ muốn ói hả? Không sao. Nó cứ nôn vậy. Dạ. Có uống thuốc rồi cần ói. Cả năm nay mới gặp lại sư phụ. Thấy sư phụ bệnh buồn vậy cả nhà. Hôm bữa giờ tình hình chó mèo sao là sư phụ? Thực tế là nó sư phụ đi vào cái khó khăn là ăn uống của nó là không gọi như là kiệt sức, không đủ sức nữa. Bây giờ các vị mạnh thường quân trước kia thì cũng khó khăn, không có còn hỗ trợ, chỉ còn lại có mình cô Thúy thôi. Thì tất cả vì mình phải mướn cười ăn uống của chó mèo này kia nó rất là nhiều. Mỗi tháng là tổng chó mèo trong trại của sư phụ là mỗi tháng ăn khoảng bao nhiêu tiền? Chi phí tầm khoảng gần 30 triệu. Gần 30 triệu là mình tính người thuê chăm sóc luôn hả sư phụ? Nếu mà tính người thuê luôn chắc cũng 30 mấy triệu. À, tính người thuê luôn cũng 30 mấy triệu cả nhà. Thì nó ăn rất là nhiều. Với lại mèo thì nên đây bởi vì mình tránh cái lịch sử dân kiện thư cho mình phải mua cái loại cát của mèo riêng. Yeah. Thì cái cát đó là do con người tạo chứ không phải cát kia, cát như sâm. Con người tạo, nhân tạo cho nên khi nó có cái chất khử mùi. Yeah. Cho nên mình mua cát đó một lần mà chi tiền cát, tiền hạt là 10 mấy triệu. Tiền cát với tiền hạt của mèo đó, 10 mấy triệu. Bây giờ áp lực cái chỗ là ăn uống của chó mèo mà bây giờ cái chỗ bệnh mới đáng lo cả nhà. Bây giờ sư phụ bệnh gì là hôm bữa giờ mình đi khám thì bác sĩ nói là cái khối u não ác tính hay lành tính? Chưa, không có ác tính. Dạ. Nhưng mà hiện giờ sư cô bị virus ung thư trong tủy sống. Dạ. Nó hành, nó đau nhức, nó mệt, nó bị suy thận. Còn khối u thì bác sĩ nói là virus nó đã có trong tủy sống rồi thì nó lên khối u cũng chắc cũng gần một ngày gần đây. Dạ. Hiện trước cái lúc mà trước gần Tết đó, là nó chưa xâm nhập vào, virus chưa xâm nhập vào, nhưng trong người đã có virus đó rồi. Bây giờ hiện tại là suy thận, là mình hiện tại đang chưa chạy thận hả sư phụ? Chưa chạy thận đâu. Hiện giờ là bây giờ đang tập trung để uống thuốc cho nó giảm cái vấn đề virus ung thư nó giảm đau. Dạ. Bây giờ đang uống thuốc của não. Mà chỉ uống thuốc ở đây thôi, không có đi Sài Gòn. Dạ. Sài Gòn có một lần hồi lúc mà gần Tết á, vừa qua Tết rồi thôi, không đi nữa. Hôm bữa giờ sư phụ có nghiên cứu ăn thực dưỡng số 7 không? Những người có nghiên cứu nhưng mà chưa có ăn, bởi vì phải nấu ăn cho mấy em đó. Vì mấy em nó làm chó xong là khoảng 12 giờ, 12 giờ kém. 12 giờ đêm. Học khoảng 12 giờ trưa. Dạ. Kém cho nên sư phụ ra nấu ăn. Dạ. Nên không có, chưa có ăn. Nhưng mà sắp tới á, đã mua gạo lứt giờ rồi á, thì sắp tới chắc không là sẽ ăn gạo lứt. Giống như 49 ngày, giống như
Ý là con nói là bây giờ sư phụ đã mệt rồi, nói chuyện nói không nổi là sao mà nấu ăn được? Lúc nào mệt thì không có nấu. Dạ. Bây giờ phải đi bệnh viện không có nấu, mà khi khỏi ra là ra phụ tí để cho mấy em ăn sớm. Còn nếu mà mệt thì không có nấu, mấy em nó sẽ ăn trộn. Những em làm đây nè, có những em làm vườn với lại em làm chó mèo à. Mệt không có nấu thì mấy em ăn rất là trễ. Mà khi nó làm trễ quá, nó không ăn, nó đi ngủ xong dậy nó ăn. Hai lần. Bây giờ khó khăn cái chuyện vận hành cái trang trại khu mang chó mèo mà bây giờ bệnh nữa cả nhà, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà sư phụ có muốn con chở sư phụ đi vào chùa để dạ đúng rồi để cho người ta hướng dẫn mình cụ thể để mình yên tâm là mình ăn uống như thế nào không? Chứ bây giờ mình mua về mình ăn theo kiểu mù quáng thì đôi khi mình không có đúng cách. Dạ, sư phụ có muốn đi để con sẽ chở sư phụ đi một chuyến. Nhưng mà bây giờ sư phụ lên xe ngồi được không? Bây giờ chắc phải vài ngày nữa cho nó đỡ. Ý là ngồi hay nằm để con ngồi cũng được hả? Con sợ là đi xe ngồi nó sốc. Sư phụ ngồi được hả? Được, mà chờ mấy ngày nữa đỡ đỡ được. Dạ. Bây giờ sư phụ đừng có suy nghĩ ăn uống rồi này kia, để cho giao hết cho đệ tử lo. Chứ giờ sư phụ suy nghĩ là nó suy sụp, nó xỉu quá cả nhà ơi. Chứ giờ giao hết cho đệ tử lo. Mà bây giờ cái vấn đề là kinh tế, tiền bạc để lo cho mấy em cún ăn uống cũng khó khăn cả nhà. Vài bữa nữa vô chùa là mình lấy trước 1-2 tháng gì mình ăn uống. Nhưng mà 1-2 tháng con ở trong đó, hôm bữa thiếp lấy có 2 tháng cho vợ thiếp thôi là hết, gần hết 50 triệu cả nhà. Trời, rồi thôi anh. Con hỗ trợ cho. Sư phụ đừng có lo nha, để con chở sư phụ đây cho. Bây giờ lấy trước ăn trước 1 tháng đi, coi thử như thế nào xong bắt đầu cái ok. Tùy theo người, tùy theo bệnh nữa. Nhưng mà trên tinh thần là nó khoảng cỡ đó. Thì con sẽ lo cho sư phụ 1 tháng đi. Rồi nếu mà ăn có tiến triển tốt thì mình tiếp tục. Nhưng mà một khi đã ăn rồi, vô cái đó rồi mình không được phép ăn gì hết đó. Chỉ có ăn gạo lứt với muối mè thôi. Bây giờ sư phụ chắc cỡ 50-60 kg, ăn cái đó nó ốm ghê lắm nha. Nó ốm còn có 40 kg thôi. Có khi còn 30-mấy kg nữa. Cũng ăn cái đó đó. Dạ. Dạ. Hôm bữa con có quay ông sư thầy ở trong chùa ngày xưa, ông sư thầy máu xấu mà tóc bạc hết nè. Ông ăn gạo lứt nhai sống luôn, không cần nấu luôn. Ngày uống có một ly nước cho xíu cả nhà, ăn gạo lứt nhai sống luôn, mỗi lần nhai một muỗng thôi, nhai mấy trăm lần vậy cả nhà. Ít ăn lắm. Ăn gạo lứt ngày ăn có chút xíu à. Bởi vì nó xuống ký ghê lắm cả nhà ơi, nhưng mà nó giúp cho mình lọc máu rồi này kia nên có thể có khả năng á cả nhà. Chứ bị khối u não rồi suy thận như thế này phải nói là rất là nghiêm trọng luôn. Bây giờ sư phụ ngồi không được, con thuê xe giường nằm dẫn sư phụ đi nha. Ngồi được đúng không? Ngồi được con sẽ chở đây, xét cho con cái ngày gần nhất đi. Cái chuyện bệnh nó quan trọng mà cho cái ngày gần nhất thì con chở đây cho. 5 ngày nữa sư phụ khỏe đúng không? Là sư phụ ở đây hay ở Phan Rang, con xuống con chở. Xuống Phan Rang con chở đây nha. Rồi ăn uống thì bao nhiêu thì con sẽ cố gắng giúp đỡ tài trợ cho sư phụ cho nha. Dạ, chứ sư phụ đừng có lo, chứ bây giờ quan trọng sức khỏe mà. Chứ giờ sư phụ yếu rồi, mấy đệ tử ở đây cũng đông cả nhà, 3-4 người. Rồi cả trăm con chó mèo. Có mẹ sư phụ còn phải nuôi dưới nữa. À, có một cụ già con bỏ rơi đang ở dưới chùa của sư phụ ở cả nhà. Chuẩn bị cái ngày gần nhất con chở đi nha. Đừng có lo vấn đề tiền bạc, con sẽ tài trợ cho sư phụ cho nha. Cái này nằm trong khả năng của con sẽ giúp sư phụ, chứ sư phụ đừng có ngại gì hết nha.
vợ Thép cũng bị ung thư tuyến giáp cả nhà, nhưng mà sau khi ăn thực dưỡng số 7 hết được 80%. Bây giờ vợ con có bầu rồi, được 5 tháng rồi. Có coi cho mẹ. Vợ sư phụ cũng có coi hả? Cả nhà ơi, chắc vài ngày nữa là Thép sẽ chở sư phụ đi vào đó để xem thử tình hình ăn uống người ta. Vào đó nó sẽ chắc chắn hơn cả nhà, chứ mình ở nhà mình kiểu mình ăn nước đâu phải uống nước bình thường. Nó người ta bán cho mình một cái chai nước nhỏ xíu như thế này nè, 1.000.000 một chai, mỗi ngày uống có chút xíu siêu rồi cả nhà ơi, mỗi ngày uống có chút xíu rồi, đâu có uống nhiều, 1.000.000 một chai nước kiềm á. Dạ thôi, cho phép Thép xin phép kết thúc video tại đây nha cả nhà, để đưa sư phụ vào nghỉ nha. Dạ chào cả nhà. Xin chào cả nhà, hiện tại là Cú Đấm Thép Shop có một cái thông báo cực kỳ quan trọng. Hiện tại là trên tay của hai vợ chồng Thép đang cầm sản phẩm sạch hôi nách, trị về hôi nách và hôi chân. Còn đây là viên tinh nghệ mật ong, giải quyết các vấn đề về dạ dày và tá tràng. Nhưng thời gian gần đây có rất là nhiều thành phần giả mạo Cú Đấm Thép Shop để bán những cái sản phẩm giả đến với tay người tiêu dùng. Họ đánh cắp video của hai vợ chồng Thép chạy rất là nhiều ở trên Facebook. Hiện tại đang có hơn 100 trang giả mạo Cú Đấm Thép Shop. Cả nhà mà xem ở Facebook thấy những cái hình ảnh mà có hai vợ chồng Thép xuất hiện trên tay và đang cầm hai cái sản phẩm để quảng cáo, hoàn toàn đều giả mạo hết nha cả nhà. Nếu như cả nhà muốn mua hàng chính hãng của Cú Đấm Thép Shop thì làm như thế nào? Chỉ duy nhất và đây là cái cách cuối cùng mà chúng ta mua hàng chính hãng của Cú Đấm Thép Shop. Cả nhà gọi vào số điện thoại hotline là 0346090899. Cứ gọi số hotline mà mua, đừng mua trên Facebook. Nếu mà quý khán giả mà gọi số hotline cho Thép mà lỡ mà gọi không được, có nghĩa là nhiều người gọi nó bị kẹt, thì hãy nhắn tin vào Zalo với số điện thoại là 0346090899. Đó là cách duy nhất và cách cuối cùng để chúng ta mua đồ chính hãng của Cú Đấm Thép Shop. Với tất cả khán giả, đây là nhân viên tư vấn khách hàng của Cú Đấm Thép Shop. Đấy, thì Hậu ơi, khi mà khách hàng họ gọi điện thoại họ mua hàng, họ hỏi cái gì trước em? Hỏi có phải anh Thép đó không? Ừ. Nếu anh Thép á thì giờ sao nghe giọng không giống anh Thép á vậy? Ừ. Đó, tại vì mua hàng là phải có anh Thép người ta mới nhận. Đó, mới đặt. Đó là cái khó hiện tại của Cú Đấm Thép Shop. Cả nhà cũng đã biết rồi, mình đi làm thiện nguyện thì ngày nào mình cũng đi trên núi trên rừng hết. Mình đâu có ngồi mình nghe nhân viên mình họ ngồi họ nghe, mà nhiều khán giả họ nói phải anh Thép không, có anh Thép mới mua hàng, còn không có thì thôi. Đó, cả nhà mình là khách hàng, mình là người tiêu dùng thông thái thì đã gọi vào đúng hotline là đúng shop của mình nha cả nhà. Có 3 người nghe điện thoại chứ không phải là mình Thép ngồi Thép nghe nha. Thép đi ngồi đường, Thép đi trên núi trên rừng không mà sao mà nghe được. Đây, đây là cái hotline của mình 0346090899. Cứ gọi đúng số này là không thể nào mà hàng nhái hàng giả được nha, cả nhà thông cảm nha. Thép cũng cảm ơn tất cả quý khán giả trong thời gian qua đã ủng hộ sản phẩm của Cú Đấm Thép Shop. Mỗi chai sản phẩm sạch nách sẽ được trích ra 10.000 đồng để bỏ vào chương trình Cú Quay Hạnh Phúc. Mỗi tháng chúng ta được tổ chức một lần, giải thưởng cao nhất lên đến số tiền là 50 triệu đồng. Đấy, thì những cái sản phẩm mà những cái lợi nhuận mà bán những cái sản phẩm này thì Thép cũng trích một phần qua cái chương trình để giúp cho mình dễ dàng thực hiện cái sứ mệnh của mình. Cảm ơn tất cả quý khán giả đã tin dùng và ủng hộ sản phẩm của Thép. Hãy gọi vào số 0346090899 để mua hàng chính hãng. Đừng mua hàng trên Facebook, xin nhắc lại là đừng mua trên Facebook. Trên Facebook hiện tại là rất là nhiều thành phần giả mạo Cú Đấm Thép Shop. Cảm ơn cả nhà đã tin dùng và ủng hộ sản phẩm của hai vợ chồng Thép. Vì một Việt Nam không hổ.